Chào mọi người. Hôm nay tranh thủ lên sớm. Cảm ơn bạn Bùi Đức Anh. Hôm qua bạn liên lịa bấm vào nút cảm ơn ở dưới clip đó. Mỗi lần bấm cứ 50.000. Cảm ơn Bùi Đức Anh. Cảm ơn bạn đã ủng hộ ad. Rồi hôm qua đâu? Mới đây chứ. Có bạn Thi Hàn Quốc. Bạn Thịnh Đặng Quốc nói là ad đọc Phú Đại Gia hay rồi tối ngủ không được. Không chơi đổ thừa kiểu đó. Ad cũng muốn là mọi người lên nhiều chuyện cho mọi người không ngủ được luôn á. Nhưng mà khổ cái là Phú Đại Gia ra ít quá. Chứ mà ra nhiều là ad cắm đầu cổ ad dịch liền á. Phú Đại Gia ở rễ, chương 6742 đến chương 6746. Lão Tử đường đường là cảnh sát trưởng đồn cảnh sát Vành Đai Ba Yến Kinh, không có tư cách để người động thủ hay sao? Nghe được lời nói của Bùi Minh, Chu Bát Thông bị chọc tức muốn nổi điên. Lời này của ngươi nói ra thực giống như ngươi rất có năng lực đó. Tới, Lão Tử hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút người đến cùng có bao nhiêu năng lực. Đang khi nói chuyện, Chu Bát Thông lấy ra điện thoại di động của mình, trực tiếp ném thẳng tới trước mặt Bùi Minh. Mau, gọi điện thoại cho ta xem một chút đi. Nếu như người có thể tìm tới một người để ép được ta, ta hôm nay quỳ xuống cho người, gọi người một tiếng cha. Nghe nói như thế, hai thám viên kia đều là biểu lộ một vẻ mặt như nhìn kẻ ngu xuẩn, nhìn chằm chằm Bùi Minh trên dưới dò xét. Đừng nói người, trước đây chỉ là một tên phế vật ở rễ, coi như người thật sự dựa vào bản lĩnh của mình làm một cái tổng giám đốc gì gì đó. Nhưng như vậy, người có cái gì tốt để giả vờ chứ? Nữ thám viên biểu môi mở miệng nói ra. Ở trong mắt nàng, Bùi Minh chính là một tên nhà quê rác rưởi nhất mà nàng đã từng nhìn thấy. Một nam nhân như vậy, nếu như mưu toan theo đuổi nàng, chỉ sợ đã bị nàng một chân đạp bay. Phen Bùi Minh cũng không nói nhảm mà là trực tiếp cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại cho Chu Hồng Trinh. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, đối diện truyền đến một thanh âm có mấy phần nghiêm túc. Ai? Rõ ràng đây là số điện thoại riêng của Chu Hồng Trinh, gia chủ quận thế Chu gia. Những người có thể có số này đều là những người mà ông ta biết rõ. Chu lão, xin chào, tôi là Bùi Minh. Bùi Minh cười nhẹ một tiếng, mở miệng. Gọi điện thoại cho ông đột ngột như vậy sẽ không phải là quấy rầy ông chứ? Đối diện bên kia điện thoại hơi sững sờ một chút, sau đó truyền đến một trận cười sảng khoái. Hóa ra là Bùi Tiểu Hữu à. Thế nào cậu là đột nhiên dùng số điện thoại di động của Yến Kinh gọi điện thoại cho tôi như vậy chứ? Là cậu đã tới Yến Kinh rồi sao? Thế nào không ngay lập tức gọi điện thoại cho tôi chứ? Bùi Minh cười nói ra. Tôi biết sau khi ông đi vào Yến Kinh sẽ là người bận rộn, dĩ nhiên không thể tùy tiện gọi điện thoại cho ông. Tiểu Hữu, lời này của cậu không nên nói với tôi. Chỉ cần là cậu gọi điện thoại tới, cho dù là chuyện lớn đến mức nào, tôi đều phải vứt qua một bên à. Thanh âm đối diện điện thoại tràn ngập chân thành. Đôi bên mặc dù đã lâu không gặp, nhưng là rõ ràng tình cảm vẫn y nguyên như cũ. Tiểu tử có việc liền nói ra, có chỗ dựa liền kéo tới đây đi. Ở đây lãm nhảm làm cái gì, không biết tốn tiền điện thoại của ta hay sao? Ngươi cho rằng nơi này là nhà của ngươi hay sao? Điện thoại ngươi đang cầm là của ngươi đấy à? Nghe được lời nói của Bùi Minh, giờ phút này Chu Bát Thông một vẻ mặt không kiên nhẫn, mở miệng quát lớn. Ta cho ngươi một phút đồng hồ cuối cùng, sau một phút đồng hồ nhất định phải tắt điện thoại cho ta. Bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả đi. Rõ ràng Chu Hồng Trinh đối diện cũng nghe được thanh âm bên này. Giờ phút này con ngươi ông ta nhíu lại, lạnh lùng nói. Bùi Tiểu Hữu, cậu đây là đang gặp phiền phức gì hay sao? Bùi Minh cười nhạt một tiếng, cũng không có phiền phức gì lớn. Tôi vừa đúng lúc ở đồn cảnh sát Vành Đai Ba Yến Kinh, gặp phải người Chu gia của ông đang thẩm vấn tôi. Đối phương hô to gọi nhỏ làm tôi có chút sợ hãi, cho nên tìm ông ra mặt trấn ép khí diễm của hắn một chút. Đồn cảnh sát Vành Đai Ba sao? Người Chu gia? Bên kia điện thoại giọng nói của Chu Hồng Trinh trầm xuống. Phát sinh chuyện gì rồi sao?
Bùi Minh thản nhiên nói, cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua gia hỏa người Chu gia của ông nói tôi giết người nước Mỹ. Tôi là thật sự rất sợ hãi à. Đường Đường là cảnh sát trưởng lại nhất quyết dồn oan ức lên trên người tôi. Tôi không nhận thì cũng phải nhận à. Nghe nói như thế, lời nói Chu Hồng Trinh trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiểu hữu, tôi hiện tại có một cuộc họp quan trọng, không có cách nào ngay lập tức rời đi. Nhưng đứa con thứ hai của tôi sẽ ngay lập tức đi qua. Tiếng nói rơi xuống, điện thoại đối phương cúp máy. Nghe đoạn đối thoại của Bùi Minh, nữ thám viên xinh đẹp kia, một vẻ mặt khinh thường mở miệng. Thế nào, còn giả vờ giả vịt liên lạc với người Chu gia nữa sao? Ngươi cho rằng chuyện này liền có thể dọa sợ Chu thừa trưởng của chúng ta được sao? Chu thừa trưởng của chúng ta là nhân vật trọng yếu của Chu gia đó. Nếu như người như ngươi có thể nhận biết người Chu gia, hắn lại không biết ngươi hay sao chứ? Nói cho cùng, ngươi chính là cố làm ra vẻ muốn uy hiếp chúng ta, đúng không? Ta cho ngươi biết, cuộc điện thoại này của ngươi nếu quả thực chính là gọi cho người của Chu gia, ta Lý Nghi Tuyết liền đem điện thoại di động của ngươi ăn trước mặt mọi người à. Nghe được lời nói của Lý Tuyết Nghi, nam thám viên bên cạnh cũng là một vẻ mặt hài hước. Còn như Chu Bách Thông, ngay từ đầu quả thật đã bị giật nảy mình, nhưng là rất nhanh hắn liếc qua dãy số trong điện thoại di động liền cười lại nói ra, họ Bùi, ngươi chỉ sợ không biết à. Ngoài trừ số điện thoại của Chu Hồng Trinh gia chủ của chúng ta ra, ta không có tư cách để biết. Thì số điện thoại của các nhân vật trọng yếu Chu gia chúng ta toàn bộ đều lưu trong điện thoại di động. Tùy tiện lấy ra một dãy số liền muốn lừa phỉnh được ta hay sao? Lá gan của người thật là lớn đó. Thật sao? Bùi Minh cười nhạt một tiếng. Xem ra người xác thực cũng có mấy phần tự mình hiểu lấy, biết mình không có tư cách biết số điện thoại của Chu lão. Nếu đã nói như vậy, ta liền giúp ngươi đem số điện thoại xóa bỏ đi, miễn cho ngươi biết được thứ không nên biết đến, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tiểu tử thúi, biết sợ hãi rồi sao? Chu Bách Thông một vẻ mặt mỉa mai, một vẻ mặt xem thường như đã khám phá ra chân tướng. Ngươi chính là sợ ta về nhà hỏi một câu, kết quả liền phát hiện ra dãy số mà ngươi gọi căn bản cùng Chu gia chúng ta không có nửa xu quan hệ, đúng không? Liền cái đảm lượng như vậy cũng dám ở chỗ này cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hay sao? Có thú vị lắm sao? Ta thật không thể tưởng tượng được, ngươi dạng người phế vật đến nước này lại có tư cách làm ở rễ chân gia thủ đô. Nghe nói như thế, Lý Nghi Tuyết mấy người cũng là phá lên cười. Lý Nghi Tuyết càng là một vẻ mặt châm chọc, thờ trưởng, chuyện này có cái gì mà không nghĩ ra đâu chứ? Chỉ có những phế vật cực hạn đến mức như là bùn nhão, đỡ không nổi bức tường, mới thể đi làm ở rễ cho nhà người khác. Nam nhân bình thường, ai sẽ đi làm loại chuyện mất mặt như vậy à? Rất có đạo lý. Chu Bách Thông nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thẳng mặt Bùi Minh. Ngươi một nam nhân như vậy, để cho ngươi còn sống, cũng là ăn hết cơm gạo nhà người ta. Ta đề nghị ngươi ngoan ngoãn nhận tội đi, ngươi không có tư cách làm lãng phí thời gian của chúng ta. Nghe được lời mỉa mai của Chu Bách Thông cùng Lý Nghi Tuyết đám người, Bùi Minh thần sắc đạm mạc mở miệng nói ra, hy vọng một hồi các người vẫn phát lối như hiện tại. Được được, người rất trâu bò, người cho tới bây giờ vẫn còn thích giả bộ. Chu Bách Thông lạnh lùng liếc nhìn Bùi Minh một chút, sau đó chợt xoay người, không cần cùng hắn nói nhảm, đem hắn lưu lại ở chỗ này thật tốt, tỉnh lại đi, thời điểm nào muốn mở miệng lại đến tâm sự cùng hắn. Đương nhiên già hỏa này cũng có thể chờ xem người Chu gia mà hắn tìm có thể tới cứu hắn hay không. Nghe nói như thế, Lý Nghi Tuyết đám người cười đến nghiêng nghiêng ngã ngã. Cái gã Bùi Minh này trong đầu chắc là chảy mấy con IC rồi à? Liền xem như muốn dọa người, liền không thể đổi một chiêu bài khác hay sao? Dùng cái gì Phương gia yến kinh, Hạ gia yến kinh các loại hình, dù sao cũng tốt hơn so với dùng chiêu bài ẩn thế Chu gia, đúng không? Tại trước mặt đại nhân vật Chu gia lại dùng ra chiêu bài Chu gia hù hắn sao? Cái này rõ ràng là đầu óc bị nước vào rồi mà. Tại lúc này, Chu Bách Thông bọn người nhất trí quyết định, chỉ cần để Bùi Minh ăn một chút đau khổ, gia hỏa này liền sẽ lập tức ngoan ngoãn. Bùi Minh không để ý tới những người này mà là nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Quả nhiên là một tên ngốc, cho là mình là ai vậy chứ? Nếu quả thực chính là một đại nhân vật, còn cần phải tiến vào đây hay sao? Lý Nghi Tuyết đối với Bùi Minh khịt mũi coi thường,
nàng đời này coi thường nhất chính là loại nam nhân đã không có năng lực lại có không có bản lĩnh này. Rất nhanh, Chu Bắc Thông đám người đi tới đại sảnh đồn cảnh sát Vành Đai Ba. Giờ phút này, những giả quỷ Tây Dương kia đã bị thuyết phục rời đi. Chỉ có Hạ Vân một nhóm, sắc mặt còn đang khó coi, chờ đợi. Chu Bắc Thông hèn hạ nhìn Hạ Vân một chút, đang chuẩn bị đi qua bắt chuyện, liền gặp được lúc này, tại cửa chính đồn cảnh sát Vành Đai Ba, một loạt ba chiếc xe Hồng Kỳ chạy vào. Trên ba chiếc xe còn có một lá cờ quốc gia nhỏ ở phía trước. Rõ ràng người trong xe khẳng định là đại nhân vật của cục cảnh sát. Rất nhanh, cửa xe mở rộng, Chu Bắc Thông bọn người liền gặp được vị đại lão vừa mới thượng vị sở cảnh sát Yến Kinh, lão nhị Chu Hướng Võ của ẩn thế Chu gia đi xuống. Đằng sau anh ta là một số sĩ quan cảnh sát cấp cao mặc đồng phục màu trắng, từng người khí tràng đều vô cùng cường đại. Nhìn thấy Chu Hướng Võ xuất hiện, Chu Bắc Thông đám người hơi sững sờ, rồi lập tức một vẻ mặt nịnh nọt vọt lên nghênh đón. Nhị thiếu gia, ngài thế nào lại tới đây chứ? Có chuyện gì ngài cứ gọi điện thoại, tiểu nhân giúp ngài chạy việc là được rồi. Ngài đặc biệt tới đây, tôi cũng còn chưa kịp đến người chuẩn bị. Thái độ của Chu Bắc Thông lúc này và thái độ trước mặt bộ binh vừa rồi nhìn khác nhau một trời một vực. Dù sao, hắn cũng biết rất rõ ràng, mình mặc dù là người Chu gia, nhưng so cùng Chu Hướng Võ, đó chính là cách nhau một trời một vực. Hiện tại có cơ hội ôm đùi, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Mà Lý Nghi Tuyết đứng ở phía sau lưng hắn, giờ phút này hai mắt cũng đá đèn pha lia lịa, nặn ra một nụ cười kiều mị. Nàng ước gì một đại nhân vật như vậy có thể liếc nhìn mình một chút ta. Chu Hướng Võ cũng không nói nhảm, mà là liếc Chu Bá Thông, thản nhiên nói: các người có phải đang tạm giữ một người tên là Bùi Minh đúng không? Vừa nghe được câu hỏi này, Chu Bắc Thông đám người mỗi một tên đều là đờ hết người ra, khóe mắt có chút co rút lại, vô thức cảm thấy có mấy phần không ổn. Chần chừ một lát sau, Chu Bắc Thông vẫn là khóe miệng co giật nói ra: xác thực có một người như thế, hắn là người ở đâu? Chu Hướng Võ trực tiếp thô bạo ngắt lời Chu Bắc Thông: ta hiện tại muốn gặp được cậu ấy, hy vọng cậu ấy hiện tại không có chuyện gì, bằng không mà nói, để ta biết có người ý thế hiếp người, vu oan giá họa. Chu Hướng Võ lời nói cũng đều lười nói hết, đã chắp hai tay sau lưng đi vào đại sảnh đồn cảnh sát Vành Đai Ba. Chu Bắc Thông lúc này mồ hôi lạnh trên trán đều tòng tòng rơi xuống. Đáng chết, chẳng lẽ vừa mới rồi Bùi Minh gọi cú điện thoại kia thật là gọi cho Chu Hồng Trinh của Chu gia sao? Nếu không phải như vậy, chỉ sợ Chu Hướng Võ cũng sẽ không ngay lập tức xuất hiện như vậy. Còn như hai chân Lý Nguyên Chiết cũng đã bắt đầu co giật, nàng thực sự hy vọng mình đã nghe nhầm. Chỉ tiếc hiện thực luôn luôn thích đánh thẳng vào mặt nàng. Hạ Vân vốn dĩ thần sắc khó coi, vừa nhìn thấy Chu Hướng Võ đi vào liền đứng lên bước nhanh tới. Chu dì cha, xin chào. Không cần khách khí, Hạ tiểu thư. Chu Hướng Võ nhẹ gật đầu. Là Bùi Thiếu ở bên trong đúng không? Phát sinh chuyện gì rồi sao? Hạ Vân cũng không thèm để ý tới Chu Bắc Thông, giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, mà là nhanh chóng đem tất cả mọi chuyện nói ra một lần. Mà theo lời Hạ Vân nói ra, sắc mặt Chu Hướng Võ càng phát ra khó coi. Cuối cùng anh ta hướng về phía Chu Bắc Thông ngoắc ngoắc ngón tay. Chu Bắc Thông ưỡn nghiêm đưa mặt tới. Sau một khắc, Chu Hướng Võ đã trở tay, một bàn tay quất thẳng vào trên mặt hắn. Bốp! Để người tới làm cảnh sát trước, cảnh sát trưởng đồn cảnh sát, không phải là để cho người đến ỷ thế hiếp người, diễu võ dương oai, đổi trắng thay đen. Nếu như hôm nay không có cách nào lấy được sự tha thứ của Bùi Thiếu, ngươi liền về nhà tự thắt cổ đi. Sau 10 phút, Bùi Minh được Chu Hướng Võ đích thân mời vào phòng cảnh sát trưởng. Sau khi pha một chén trà nóng, Chu Hướng Võ mới thở dài một hơi. Bùi lão đệ, chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của người phía dưới. Vừa mới lên vị không lâu liền đã tùy ý làm bậy. Chuyện này tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Bùi Minh cười cười nói ra: lão Chu, ẩn thế Chu gia các người, gia đại, nghiệp đại, có đôi khi có mấy cục kích chuột, tôi có thể hiểu được. Nhưng tốt nhất vẫn là chú ý một chút, đừng để phân của một con chuột làm hư một nồi nước. Dù sao, Yến Kinh rất khác với Kim Lăng. Ở nơi này càng phải chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước một.
Bùi Minh lời nói đạm mạc lại làm cho trên mặt Chu Hướng Võ lộ ra vẻ suy tư. Chu Bách Thông đang khoanh tay đứng tại một bên, giờ phút này đầu gối mềm nhũn, kém chút liền đã khuỵu xuống. Dù sao, nghe một câu đơn giản của Bùi Minh là tương đương với việc kết thúc tương lai của hắn. Đương nhiên, biết sai có thể thay đổi thì không gì tốt hơn. Bùi Minh tiếp tục giống như cười mà không phải cười, mở miệng. Vì Chu cảnh sát trưởng này của chúng ta cũng không phải thực sự ngu ngốc và bất tài như vậy. Chỉ là bị một đám giả quỷ Tây Dương dùng đại sứ quán nước Mỹ uy hiếp, xuất hiện những đánh giá sai lầm cũng là điều bình thường mà thôi. Nhưng nếu như hắn có thể trong thời gian ngắn nhất trả lại cho ta sự trong sạch, chuyện này cũng coi như thôi, đương nhiên không thể có lần sau. Nghe anh nói như thế, Chu Hướng Võ hơi sững sờ, sau đó thật sâu nhìn Bùi Minh một chút. Nhân vật như anh ta tự nhiên là nghe ra được Bùi Minh đây là đang cho mình mặt mũi. Dù sao Chu gia vừa bước đến Yến Kinh, căn cơ còn bất ổn, vì chút chuyện nhỏ này liền phế người một nhà sẽ bất lợi đối với Chu gia. Bùi Minh cũng không muốn làm quá mức vướng vào chuyện này, ngược lại anh còn đưa ra phương pháp giải quyết đủ để chứng minh anh là người rộng lượng. Bùi lão đệ, cậu cứ yên tâm. Chu Hướng Võ một vẻ mặt nghiêm nghị. Chuyện này chúng ta khẳng định sẽ điều tra rõ ràng, mà lại tôi cũng cam đoan những chuyện tương tự sẽ không tái diễn. Nếu như có lần sau, không cần Bùi lão đệ cậu mở miệng, chúng tôi cũng sẽ thanh lý môn hộ. Nói đến đây, Chu Hướng Võ liếc nhìn Chu Bách Thông một chút, lại đừng nói. Còn không nhanh qua đây, tạ ơn Bùi thiếu khoan dung độ lượng nữa sao? Chu Bách Thông lật đật đi tới, tự mình rót cho Bùi Minh một chén trà, về sau mới cúi đầu khom lưng nói ra. Bùi thiếu, lần này là tiểu Chu tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngài yên tâm, tôi đã để cho thủ hạ đi điều tra lại hiện trường một lần nữa. Mà lại tôi hoài nghi chuyện này cùng đám giả quỷ Tây Dương vừa mới gây rắc rối kia có quan hệ nhất định, cho nên tôi đã phái người mở rộng phạm vi điều tra. Tôi nghĩ rất nhanh liền có chứng cứ có thể chứng minh ngài vô tội. Chu Bách Thông cũng là người thông minh, hắn từ thái độ của Chu Hướng Võ đối với Bùi Minh liền đã nhìn ra. Bùi Minh tuyệt đối không phải là một người ở rễ bình thường. Một đại nhân vật như vậy, thế nào có thể sẽ vì mấy phóng viên liền tự mình ra tay chém chém giết giết. Hoặc là phải nói, người cấp bậc này thật sự muốn động thủ, thì người mà họ muốn chơi chết chắc chắn sẽ trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, mà không phải còn để lại vết tích rõ ràng như vậy. Từ góc độ này để suy luận, Bùi Minh chẳng những là bị vu oan mà lại là bị hãm hại. Như vậy, muốn tìm ra hung phạm có lẽ sẽ có độ khó, nhưng muốn chứng minh Bùi Minh vô tội lại không khó một chút nào. Rất nhanh, người mà Chu Bách Thông phái ra liền điều tra rõ ràng. Thông qua một số hồ sơ giám sát có thể chứng minh Bùi Minh có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Nói một cách khác, bắt đầu từ giờ phút này Bùi Minh vô tội, thoải mái ra ngoài. Hôm nay thông báo tin vui cho mọi người là anh Thanh không có. Mới vô tìm nữa đó. Coi có ra không. Ra là cắm đầu dịch luôn á. Mà không thấy. Bực ghê bực. Coi như hôm nay anh Thanh không có nha mọi người nha.